Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và anh em ơi, hôm nay anh em mình đến với hành trình cùi bắp nha các bạn. Có nhiều bạn comment hỏi anh Tài là anh ơi, sao cái hành trình cùi bắp của anh không thấy ra video vậy? Thì do anh Tài đang cố gắng cày cái sự kiện gọi là đua heavyweight cho cái nick chính của mình đó các bạn. Cái nick chính của mình là mình cho nó lên được tới lát thứ 12 rồi. Và các bạn biết rồi đó, cày nó tốn rất là nhiều thời gian, cho nên các bạn thấy mình ra video về cái nick bên kia nó hơi bị nhiều là vậy đó, chứ không phải là mình từ bỏ cùng gọi là cái nick của bóp của mình đâu nha. Rồi, ở đây đó thì mình sẽ rờ nhẹ cái chỗ này cái được 6 triệu điểm kinh nghiệm nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta đang nằm ở cái vị trí đầu tiên và rất mừng các bạn ơi, thành viên này vẫn chưa lên được lớp 7. Oh yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi rờ nhẹ mấy cái bóp nè, là nhiệm vụ cho nó xong luôn nha anh em. Hiện tại thì trong cái hòn, trong cái chỗ cái cành cây này thì ui trời, khoan để mình bế nhẹ cái này. Rồi, trong cái cành cây này thì mình đang phát hiện là mình đã nâng sao cho một con rồng thành công. Wow, em này là Phượng Hoàng Lửa thuộc dòng đó chính là cấp E nha mọi người. Một trong những con rồng rất là ghê gớm hen. Và anh em ơi, ai mà chưa có đăng ký kênh đó thì các bạn chú ý nha, click nhẹ cho cái nút đăng ký để ủng hộ cho HNT Channel nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người, để HNT ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo hết nha. Rồi, và HNT cũng thông báo với các bạn một cái tin rất là vui là HNT có một cái trang fanpage. Cái trang fanpage của mình hiện tại đó là được 10.000 follow rồi các bạn ơi. Mà ở cái trang fanpage đó thì HNT sẽ chơi cái tựa game đó chính là Liên Quân ha. Anh em nào mà có chơi game Liên Quân đó thì vào buổi chiều đi, buổi chiều tầm khoảng 6 giờ tối đi, 6 giờ tới 7 giờ tối tầm khoảng giờ đó ha, HNT sẽ livestream về cái tựa game gọi là Liên Quân Mobile. Chơi với mọi người cho vui. Đó, anh em nào có chơi cái game đó thì nhớ ghé ủng hộ mình nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm được cái gì đây? Cái con đó là cái con cấp E các bạn. Mình sẽ ưu tiên mình mang nó ra để gọi là review cho anh em. Khi mà chú ấy vừa lên được 2 ngôi sao, con này mình cũng ráng cho nó ăn lắm, nhưng mà thức ăn của mình hiện tại đang bị giới hạn đấy. Rồi, cho lên 27 luôn anh em ơi. Tầm này thôi ha, lên cao quá mình chịu không nổi. Rồi, bây giờ thì sao đây? Mang hàng VIP đi, review. Lần này thì chắc có lẽ là mình sẽ mang cái thằng riêng này đi. Đầu tiên là đó, bé này sẽ là bé chim. Rồi, con tiếp theo sẽ là con macaron của mình không có tiêu rồi. Thành viên macaron của mình hình như là sao nó tụt dưới đây dữ vậy. Rồi, let's go các bạn ơi, xem sức mạnh của cái bé yêu của mình nè. Nhân vật macaron này thì không phải dạng vừa đâu nha mọi người, sức mạnh rất là ghê luôn. Ôi, nhưng mà ở đây mình đang có đó chính là thành viên thuộc dòng bé Mew, Heroic các bạn. Mình cho nó lên được level 38. Rồi, bế nhẹ cái thành viên thuộc dòng Heroic của tay bạn xem. Bế không nổi, con này nó mập quá, bế không nổi các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ xài thử cái bé gọi là Phượng Hoàng Lửa, sở hữu sức mạnh của dòng cấp E. Wow, hai ngôi sao vàng lấp lánh cũng đã hỗ trợ cho chú ấy một cái lượng sức mạnh khá là ghê gớm rồi, nhưng mà vẫn không đủ đam để hạ được cái con thuộc dòng đó chính là Heroic. Pha này thì mình sẽ nhờ đến nhân vật Macaron đi ha. Này chúng ta có cái chiêu là đầu tiên mình chiêu hút máu nè. Đó, hút nhẹ hút máu đem về. Ôi, 18.000 nữa, ca này chắc phải nhờ đến bé yêu này thôi. Lụm nổi không? Dư sức các bạn ơi. Pha này thì quá êm đẹp rồi. Wow, một chiến thắng nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ gẹo trong cái khu vực list này luôn, cái hiệp thứ hai nha mọi người. Và không biết các bạn đã leo được đến đâu rồi, lát thứ mấy rồi, anh em nhớ comment cho anh Tê biết với. Rồi anh em nhớ là chơi game chia sẻ với nhau cho vui ha. Pha này thì với tuyệt chiêu and Mary của nhân vật bé Mew các bạn ơi. Pha này thì nên chúng ta bế thêm một cái nữa thôi để ráng lên các bạn. Đây bạn còn hai con, một con thuộc dòng macaron, một con thuộc dòng quát. Trời ơi, tưởng là tắt thở luôn ấy. Thôi chơi game mà thiệt tình là rung với cái tựa game này luôn á các bạn. Ở đây chúng ta sẽ hút nhẹ máu một cái nè. Rồi, đây bạn bây giờ phải là cái con macaron mà mong rằng con này nó đừng có giật. Nó giật một phát 4 lần. Trời ơi, máu đâu chịu cho nổi. Bé Phượng Hoàng Lửa của anh em mình lao ra bật cái chiêu tăng gấp đôi lượng sát thương. Ui,
Ngon lành các bạn ơi. Bây giờ thì anh em còn có 27 giọt à. Đánh đấm gì, đánh đấm gì tầm này nữa. Rồi, tốn thêm một viên game nữa để có thể trở lại và chiến đấu. Mình thì được cái làm video mình rất là máu lửa trong cái việc xài game các bạn. Mặc dù không phải là con nhà giàu, cũng không phải là đại gia gì, nhưng mà do là làm video cho anh em xem, cho nên là mình phải là để anh em xem quảng cáo thì nó kỳ quá. Nói cái quảng cáo trên video là cũng đủ mệt rồi, mà vô đây mà không quảng cáo nó là đuối luôn á. Anh em xem thì nhớ xem quảng cáo ủng hộ mình với nha, ủng hộ nhẹ thôi chứ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt xin nhẹ cái các bạn ơi, 30-35 ha. Rồi ba này thì chắc có lẽ là mình sẽ tăng lượng sát thương lên gấp đôi rồi. Ui cha cha, bế nhẹ cái thành viên này cái luôn đi nha mọi người ơi, tình chiêu điện nè. Wow, lụm luôn các bạn à. Đây rồi, và đây sẽ là nhân vật cuối cùng của team. Ca này thì anh em mình phải hết sức cẩn thận đây. Tuyệt chiêu lần này mình sẽ xài đó chính là... Ui, bé Miu mình hết máu rồi. Ôi, hút máu về cho bé Miu nữa nè. Đây đây đây, bé Miu cứ việc yên tâm nha, bơm cho bé Miu miếng máu liền. Rồi, sau khi mà bơm bé Miu miếng máu rồi, giờ thì mình tới bơm máu lên cho mình nè. Đó. Quýnh này dạng như là quýnh dạng bất tử á các bạn, quýnh nó cứ hồi máu miết luôn. Ui trời cay dữ an, đây bên em mình còn phải thêm một, mình hạ một con thì được, một con là 35, không biết anh em mình chịu nổi hay không. Liều lĩnh đó ta, liều lĩnh đó thì đường nào cũng phải chết quá à. Hai cái này sẽ gần tới hai lượt mới hồi lại được. Wow, anh em mình đam chắc không nổi 20 mấy ngàn đâu. Rồi, bay màu các bạn à. Rồi, hạ gục được thành viên rồi ha. Nhưng mà anh em chúng ta lại tốn tiền, chúng ta tốn hết một viên game đấy. Wow, rồi, bây giờ thì ra ngoài thu hoạch lại cái nè. Và anh em chú ý nha, hiện tại thì đang có cái sự kiện gọi là... Đây, sự kiện... Không có tiêu rồi. Đây, team vàng nha mọi người. Anh em nhớ vô đây để bế cái team vàng về. Khi mà có team vàng thì nó sẽ tăng cái độ yêu nhau cho rồng đó các bạn. Đó. Ca này thì mình sẽ cho bé yêu này của mình ra cân đi. Ui, một hit là một em à. Cái này thì khá là dễ đối với cái bé thuộc dòng Macaron Gon. Đó, hết thảy luôn. Victory nha. Ok, hiệp đầu tiên. Đã, bây giờ anh em mình sẽ đến với hiệp thứ hai đi. Let's go. Wow. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay nhẹ với nhân vật thuộc dòng Macaron nha. Đây rồi, đây rồi. Thành viên cuối cùng. Lụm luôn anh em ơi. Ok, victory. Đó, và đây mình còn có một cái nữa nè. Anh em nhớ vào đây xào luôn cho nó nóng nha. Rồi, nói sơ thử đội hình tên bạn tay. Bé này của mình cho nó ăn nãy giờ còn nhiều mạng lắm luôn mà nó vẫn chưa lên được cái chữ B ta. Tính ra là phải lên được cái chữ B trừ rồi cho nó mạnh mạnh hơn tí nhá ha. Never thì hiện tại được 38 rồi và lượng máu chỉ mới có 35.000 thôi các bạn. Rồi, ui, trời ơi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền luôn vậy đó. Anh em mình lên tới chữ B trừ luôn rồi nè. Trời ơi, hết thảy ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau theo dõi xem. Lần này là 500. Rồi, khu vực này thì búp ha. Chỉ còn búp nữa là xong rồi, 5 cái búp nữa các bạn. Wow. Bây giờ thì anh em nào trong team thì vô lãnh thưởng luôn nha mọi người. Team lần này của mình thì không bế được rương level 6 mà anh em chúng ta bế được rương level 5. Nói chung rương level 5 thì tầm này cũng được rồi. Đó. Nói tới thì quan trọng là mấy cái như là orbit của mấy con mà legend á, mấy con mà rồng huyền thoại á, mình quan trọng mấy cái đó, còn mấy cái này thì ok. Con này nó gấp e thôi, nó cũng mạnh lắm ấy, cho nên mình không có ưu tiên nó. Rồi, pha này thì trừ 500. Rồi, 500 vàng. Tiếp theo thì sự kiện này còn bao lâu ta? Sự kiện này còn một ngày mấy nữa hết rồi. Mình để dành được tầm khoảng 3.000 ha. 3.000 được coi rồi. Đó. Ui, chà chà, bé này được ra lò rồi ha. Cứ từ từ, mình đủ để đủ điểm coi rồi mình mới bế con nó về.
Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó sơ nhẹ cái mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là Arena. Đây. Đây là một trong những khu vực cũng khá là gắt luôn á mọi người ơi. 40, 35, con này 39. Rồi, let's go. Sẵn tay áo lên và chuẩn bị tinh thần chiến nữa nè. Để xem coi anh em chúng ta làm được cái gì nha. Ôi ơi, lượng máu của mình bị tụt quá nhiều các bạn ơi. Phải nói rằng rất là nhiều luôn á. Pha này mình sẽ cho thử cái thành viên đó chính là bé nhiếm ra để có thể cân coi nổi không nha. Ca này mình thấy cũng hơi căng đây. Wow, lụm nhẹ luôn các bạn ơi. Đây rồi. Con này thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của đây, bé Mew đi. Một nhân vật quyền thoại của anh em mình. Ui cha cha, ca này thì cũng hơi căng ha. Lụm thêm phát nữa coi. Ui qua nhẹ các bạn ơi, ca này ổn. Victory. Đó. Một chiến thắng dành cho team nha. Rồi, bây giờ thì ui cha 40 các bạn ơi, ca này độ khó cao nè. Đây đây đây. Rồi 500. Ui cha cha, búp anh em mình còn thiếu 3 cái nữa. Ráng ráng lên các bạn ơi. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi, đổi đội hình đi ha. 40. Ui ca này cũng khó nữa nè. Rồi, chiến anh em ơi. Đây, mình thấy cái này là cơ hội win của anh em chúng ta sẽ rất là cao luôn á. Ở đây thì sức mạnh mình cũng đang được tăng nữa nè. Rồi, lụm nhẹ các bạn ơi, ngon lành rồi nè. Đây, đây, đây. Chỗ này thì mình sẽ nhờ đến bé Mew đi ha. Đó, khách sĩ. Victory. Rồi, để ra thu hoạch nữa nha mọi người ơi. Đây đây đây, 500. Rồi, tiếp theo thì mình vào mình quậy tiếp luôn. Ui, con này thì thuộc dòng Heroic. Cái này chua rồi. Legend. Chơi luôn các bạn, ca này mình hơi liều nhưng mà liều này ăn nhiều nè. Đó. Chỗ này thì anh em chúng ta đang được tăng sát thương nè. Thì kêu lửa thì nó sẽ đốt. Ôi trời, lửa đốt cây nha. Đó. Đây. Thì kêu lửa thì nó sẽ đốt cây. Và cây thì nó sẽ hút ánh nắng mặt trời. Là cây là lá. Lá nó sẽ hút, nó sẽ đam với tiền kêu của mặt trời á các bạn. Đây. Kêu đốt nhẹ nhàng luôn. Wow, ca này thì ok 30% nè. Đúng. Chà chà. Ổn nha mọi người. Đây bạn chỉ có một cái con mạnh thôi. Còn hai con kia thì nó thuộc dạng là cùi mía. Cho nên anh em mình có thể qua một cách khá là nhẹ nhàng. Rồi ở đây thì anh em mình thu hoạch gần tê tua luôn. Thu hoạch tê tua tê tả luôn. Nhưng mà nó vẫn chưa đạt được luôn nè. Rồi và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì các bạn chú ý nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình nhãn cái nha mọi người. Và mở thông báo hình cái chuông lên hashtag của video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo hết nha. Rồi mình vẫn còn thiếu có 3 cái mà nãy giờ mình thu hoạch hoài luôn, nó vẫn không ra. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẫn đổi đội hình đi. Bạn nào mà xem trên điện thoại thì các bạn chú ý nha, hãy bấm kéo nhẹ xuống dưới video và bấm đăng ký cái nút đỏ đỏ dưới đây nha. Ui đội hình này khó rồi các bạn ơi. Rồi, đây đây đây, thấy cái đội hình này là mình thấy mê rồi đó. Rồi, tới luôn các bạn à. Mà mấy con này nó mắc chữ A cộng hết trơn rồi. Bé macaron của mình á, con macaron gold nó thì nó lại không được vào đây đánh các bạn. Tiếc cái chỗ đó. Con macaron gold mà được vào đây đánh thì nó sẽ sớm lên chữ hơn nữa đấy. Rồi, bé Mew của anh em mình bế luôn nè. Qua màn nha. Victory nè. Ổn. Ở đây thì chúng ta sẽ có được 3 con nữa.
đội hình tên bạn thì mình thấy khá là cứng đó, hai con Heroic lực. Để mình xem những cái chiêu của tên bạn có cái gì và anh em chúng ta có thể khắc được hay không. Đây, tên bạn có chiêu mặt trăng, chiêu lửa. Lửa thì anh em mình lửa thì đốt cây. Ôi trời, tên mình còn bộ không ổn lắm rồi. Tên bạn sẽ có thêm cái chiêu đất. Chiêu đất mình có cái chiêu war, chiến tranh thì coi như là mình sẽ đam được cái chiêu đất. Cái chiêu lửa này thì anh em chúng ta phải kiếm nước để dập lửa ta. War, cái chiêu này thì chúng ta không có cái chiêu căng, cũng hơi căng nè. Anh em mình không có chiêu mặt trời. Rồi thôi bỏ đi các bạn ơi, đội hình này chua quá. Đội hình này thì ok chơi luôn. Đội hình này anh em mình có cơ hội qua được nè. Chiến đấu rồi từ từ lên cao là anh em chúng ta phải gọi là tính toán kỹ lưỡng mới qua được các bạn ơi, chứ không có đùa được đâu. Lắm. Ôi 32. Nhưng mà vẫn thiếu đam một tí, chỉ thiếu một tí thôi. Rồi, bây giờ là hai con ma cà rồng gặp nhau rồi nè. Hai con ma cà rồng gặp nhau. Bây giờ thì mình sẽ xài đây, mang bé nhím ra gẹo đi ha. Đó, cho bé nhím ra đảm nhận cái nhiệm vụ là tiêu gẹo trước. Hồi ôi chơi hút máu luôn, chơi lầy vậy luôn á hử. Không nghĩ là cái con này nó chơi lầy lộ vậy với mình luôn các bạn à. Rồi và bây giờ đến với con John đi ha. Đây, chào hỏi bạn này xíu nữa nè. Đó, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ bế nhẹ cái thành viên này bằng cái tình chiêu hút máu nè. Mang cái lượng máu của tên bạn đem về cho anh em mình xài trước. Rồi sau đó thì mình mới victory nha. Rồi ngon lành anh em ơi, 35 và vẫn là 35 luôn. Ca này thì để mình ra mình thu hoạch nhẹ một cái rồi sau đó anh em chúng ta tiếp nha. Đây. Ui, hình như là nó không của cha, nó không ra hay sao ấy. Mà bây giờ mình không còn một viên game luôn hử. Anh em ơi kiếm cho mình 5 viên game cái đã. Kiếm cho mình 5 viên game để mình qua cái màn này chứ thiệt tình cái màn này ức chế dễ sợ. Đây 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 5 viên các bạn. Nãy giờ thu hoạch hoài luôn mà nó vẫn không ra. Đâu rồi, đây 5 viên nè, qua cửa. Rồi tiếp theo thì anh em sẽ đến với bọ. Mình đi kiếm con rồng nào đó mình cho nó ăn. Bọ thì chúng ta sẽ đi ưu tiên để đâu rồi. Này, mấy con rồng của mình đa phần level cao không à. Rồi mình sẽ đi kiếm một cái con nào đó level thấp thấp nha mọi người. Cấp C chẳng hạn. Cấp C thường thường level nó khá là thấp. Rồi cho bé này ăn đi. Đó, cố lên. Rồi bé này thì chắc tầm khoảng level 20 là được rồi ha. Thức ăn của mình thì hiện tại cũng không có nhiều chỗ lắm, mà mình mà cho ăn nhiều quá là mình sẽ chịu không nổi. Ôi con này không được rồi. Đổ qua VR cũng không được luôn, level 17 luôn rồi. Có bạn nào level thấp tí không? Ôi level 10 đây rồi. Đây rồi. Này là chắc còn cho ăn tầm khoảng 2-3 con nữa các bạn. 2-3 con thì nó mới lên nổi chứ. Ấy thì chúng ta sẽ thiếu điểm á. Rồi 20. Thêm con nữa đi, con cấp E nữa. Đây. Rồi vẫn còn những con bọ hiện lên nha. Ui trời, nhà bé này thuộc thường chủng hệ băng. Rồi xong, qua nhiệm vụ chưa nè. Anh em mình cày cuốc nhiệt tình lắm luôn đó. Rồi vị trí này thì chúng ta sẽ cho rồng ra chiến. À đúng rồi, mình sẽ cho cái con ma cà rồng của mình. Đây, cái nhân vật mà mình đang rất là yêu thương nó luôn á. Cưng nó lắm luôn á các bạn ơi. Rồi nhàng rồi nè, lắm. Ok anh em ơi, rồi một tiếng hồ nữa thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực đó nữa hen. Bây giờ thì để mình coi có làm được cái gì mà cái cành cây này thì thả mấy cái trứng rồng ra để mình coi cái chỗ ấp trứng của mình. Wow, chỗ ấp trứng của mình đang có sẵn 4 con luôn. Theo cái sự tính toán của mình là mình đã ấp trước các bạn ơi, mình ấp trước mình chờ đấy. Và anh em nào mà chưa biết là sắp tới có sự kiện gì thì các bạn có việc vào trang web của mình ha, hantachannel.com luôn.
link mình để bên dưới phần mô tả của video ấy. Ui bé cọp này dễ thương quá cho nên thôi không bán nó đâu, bán con này đi. Đó, bé cọp này chắc mình sẽ làm một tập riêng về chú ấy luôn quá. Đây. Nãy giờ không biết được mấy cành bông rồi ta. Ba rồi thêm cái bông nữa là coi như xong nhiệm vụ ấy. Ok, hoàn thành nhiệm vụ anh em ơi. Quá tuyệt vời. Rồi chỗ này thì mình sẽ xài cái bot turbine này các bạn. Đó. Như vậy là ngon lành rồi. Ôi được có hai cái luôn vậy đó hử. Ok thôi có còn hơn không nha mọi người. Được 3 rồi. Rồi và anh em ơi ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập này thì xem thêm một tập nữa, ủng hộ cho 2NT nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nè.